là cô gái hay mộng mơ, xinh đẹp như sáng trần. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho ngày qua tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Tôi qua 1.1.1.3 nguyên tắc tích lũy thư viện Family cho team. Mục đầu tiên là tạo lập thư mục. Giả sử tôi chọn template Magic Generic Model. Bây giờ tôi đi sale lại. Thì khi sale đó, các bạn click vào File, Sale A, Family. Tuy nhiên cũng lưu ý nè, là khi chúng ta New Family á, thì các bạn click vào nút Sale, nó cũng thành là Sale A Family, chứ nó không phải là Sale A Template. Sau đó, chúng ta tạo cái cây thư mục cấp 1 và nhớ chúng ta chỉ lưu trong ổ nào không phải ổ C. Giả sử tôi lưu vào ổ D, tôi tạo một cái Folder. Và ở đây, ở thư mục đầu tiên là các bạn lưu vào thư mục team của các bạn. Trong thư mục team của các bạn tạo một cái thư mục tiếp theo. Tôi đặt nó là 2 Family. Trong thư mục Family này, tôi mới tạo một cái thư mục con tiếp theo. Đó là 1 R A F. R là Revit, A là Architectural và F là Family. Tiếp tục, tôi tạo một cái thư mục nữa, tôi đặt nó là 2 RFF. Nó là Revit Structural Family. Và tôi tạo thư mục thứ ba, nó là RMF, là Revit MEB Family. Trong thư mục RAF này thì nó là nơi chứa các cái family mà đã được team leader kiểm duyệt và công bố. Cá nhân á chỉ nên sử dụng và không có hiệu chỉnh ở trong đây. Thì khi các bạn làm một cái project, các bạn nhớ chúng ta có cái thư mục resource, trong đó có thư mục Family. Thì những cái Family các bạn tạo trong quá trình các bạn tạo lập project á, thì các bạn lưu tạm ở trong đó, chứ không lưu lại trong thư mục Family này. Chừng nào team leader kiểm duyệt xong mới đem vào đây lưu trữ lại. Trong thư mục RAF này, tôi mới tạo một cái thư mục tiếp theo, đó là 1RAF2021. Thì các bạn lưu ý, khi chúng ta nâng cấp cái phiên bản phần mềm Revit thì Family của cái phiên bản cũ các bạn nên lưu trữ lại. Nếu chúng ta nâng cấp lên phiên bản 2022 á, thì các bạn copy toàn bộ RAF2021 này, các bạn sửa nó thành là RAF2022 để chúng ta tiếp tục chúng ta tích lũy tiếp. Còn cái phiên bản 21 chúng ta vẫn giữ lại. Sau này giả sử chủ đầu tư yêu cầu chúng ta phải làm việc bằng Revit 2021 thì chúng ta còn Family mà chúng ta xài. Trong RAF2021 này, tôi mới tạo một cái thư mục là tôi đặt tên nó là 01 Việt Nam. Khu vực này nó sẽ chứa những cái family mà chỉ có riêng của Việt Nam mới có thôi. Trong quá trình tạo lập family, chúng ta sẽ tạo lập tiếp những cái thư mục con bên trong này. Phần bên dưới thì chúng ta sẽ đặt tên thư mục giống như là cách đặt tên thư mục của phần mềm Revit. Đây, những cái thư mục bên dưới chúng ta cũng đặt là annotation chẳng hạn, hoặc là đo chẳng hạn, giống y chang như Revit, để sau này nó nâng cấp phiên bản á thì chúng ta vẫn còn hiểu được phần mềm nó lưu trữ cái family ở đâu để chúng ta tìm cho nó dễ. Tôi qua một khai thác và lưu trữ family có sẵn của phần mềm. Thì khi các bạn làm việc á, có những cái family mà mặc định của phần mềm nó tạo sẵn, chúng ta lưu trong thư mục English nè, chúng ta xài nhiều lần, chẳng hạn như bồn cầu, lavabo gì đó, thì các bạn nên save về cái thư viện của team và sau đó các bạn việt hóa cái tên gọi để các bạn sử dụng sau này. Bởi vì có một số trường hợp, một số cái family lên nâng cấp phiên bản mới nó bỏ, và nếu chúng ta cứ tích trữ như vậy, những cái family chúng ta thường xài tích trữ lại như vậy, thì sau này phiên bản mới chúng ta vẫn còn những family cũ của phiên bản cũ. Cái trường hợp này cũng khá ít, khá hiếm chứ không phải là nhiều, tuy nhiên có. Tôi qua một quy ước đặt tên family khi việt hóa. Thì khi các bạn đặt tên family á, cái tên nó nên thể hiện đầy đủ và chính xác nội dung của family, và nên đặt từ tổng quát đến chi tiết để sau này chúng ta dễ dàng tìm kiếm và sử dụng hơn. Và các bạn nên viết tắt để giảm chiều dài. Tại sao vậy? Windows nó chỉ cho phép chúng ta lưu không quá 250 ký tự. Nếu dài hơn thì nó vẫn cho lưu, nhưng mà lần sau khi chúng ta copy hoặc chúng ta move nó qua thư mục khác, nó dễ bị tình trạng nó xóa mất những cái file mà dài hơn 250 ký tự. Và tên family khi việt hóa đó, từ phần mềm á, thì các bạn nên đánh cái mã số để chúng ta sắp xếp thứ tự, chúng ta tìm dễ hơn. Sau đó các bạn giữ nguyên cái tiếng Anh của nó, các bạn có thể thêm tên tiếng Việt nếu như cái tiếng Anh nó khó quá mà chúng ta không hay quên. Sau đó là cuối cùng là tên của công ty hay là tên của team các bạn. Tên family khi tạo mới á, thì các bạn nên đánh mã số vào nó, rồi sau đó tên tiếng Việt và sau cùng là tên công ty.
Thì khi đặt tên file á, theo cách viết tiếng Việt, các bạn nên đặt tên là không dấu, đầu mỗi chữ là viết hoa. Ví dụ như là cái tên như thế này, chỉ nổi hai cấp hình chữ nhật, thì á, đầu mỗi chữ chúng ta viết hoa để chúng ta dễ dàng đọc theo cái kiểu tiếng Việt của chúng ta. Và không nên có dấu, bởi vì có dấu á thì sau này nó rất là dễ bị lỗi cái file. Cũng không cần cắt khoảng, khi thấy một chữ viết hoa nó đã là cắt ký tự rồi, chúng ta không cần cắt khoảng nữa. Và nếu chúng ta làm ghi cái tên mà có dấu á, thì cái dấu nó sẽ tính là một ký tự. Chẳng hạn như chữ chỉ đi, chúng ta ghi là CH chữ Y thôi, thì nó chỉ là 3 ký tự. Nhưng nếu các bạn thêm dấu hỏi nữa thì cái từ này nó thành ra 4 ký tự, nó sẽ quá dài. Và bên phía sau nó là mã số của team các bạn. Khi các bạn lưu trữ family thì các family các bạn nên lưu trữ đúng theo cái thư mục trước, carry là cái lỗi của nó, để tạo một cái phản xạ sau này cập nhật phiên bản tương lai của phần mềm chúng ta không bị rối và chúng ta dễ dàng tìm kiếm hơn. Mục tiếp theo là sử dụng family của bộ môn khác. Thì những family thuộc về bộ môn cấp thoát nước như bồn cầu, lavabo, rồi vòi, điện, gì đó, bóng đèn, công tắc, v.v. thì các bạn nên sử dụng family của bộ môn MEP. Thì việc này đã tạo tiền đề tiến tới làm việc theo BIM sau này cho các bạn quen thôi, chứ cái này cũng không quan trọng lắm. Thì thông thường á là family của môn kiến trúc nó đẹp hơn của hai bộ môn còn lại. Thì có một cái cách để chúng ta sử dụng á là chúng ta biến cái family của bộ môn kiến trúc thành cái bộ môn ME, rồi chúng ta đưa vào sử dụng. Mục tiếp theo là khai thác family của phần mềm khác. Thì những phần mềm mà được sử dụng khá lâu, chẳng hạn như AutoCAD, 3ds Max, v.v. nó có một cái kho thư viện khổng lồ rồi, do nó tích lũy rất là nhiều năm và rất là nhiều người sử dụng. Thì nếu bên trong Revit mà chúng ta ngồi chúng ta dựng lại hết toàn bộ kho thư viện này thì vô phương mà dựng nổi. Do đó là có cách chúng ta biến những cái thư viện này thành cái family trong Revit để chúng ta sử dụng. Tôi một thu hoạch family trong quá trình sản xuất project. Thì như nãy tôi nói, trong quá trình mấy bạn làm việc, mấy bạn sản xuất một cái project, thì những cái family mới á, các bạn lưu trong thư mục 06 resource rồi 02 family. Những cái family này là các bạn làm rất là nhanh để bạn kịp tiến độ các bạn giao hồ sơ, cho nên các bạn không làm chuẩn quá nó được. Thì sau khi hồ sơ được giao xong thì team leader hoặc modular 3 có nhiệm vụ á, là kiểm duyệt những cái family này lại, thu hoạch nó đem về trong cái thư viện chung của team, để sau này chúng ta có một cái nguồn family dồi dào cho những cái dự án tiếp theo. Tôi qua mục 1.1.4, tiến trình tạo lập một cái family. Thì tùy theo mỗi loại family mà cái tiến trình nó khác nhau, nhưng thông thường nó qua những cái công đoạn như thế này thôi. Thì trong quá trình đi vào cái phần tạo lập family á, thì các bạn sẽ thấy tôi sẽ bám sát cái công đoạn này để chúng ta không bị sai sót. Tất cả các công đoạn này tôi đưa ra cũng dựa trên cái kinh nghiệm tạo lập family hơn 10 năm. Và trong quá trình tạo lập family á, thì nhớ một cái nguyên tắc là chúng ta làm một lần chúng ta sử dụng cả đời, cho nên chúng ta phải làm cho nó kỹ. Công đoạn 1 là các bạn xác định nội dung thông tin cần thiết kế, là chúng ta dễ cái family gì, loại family như thế nào để các bạn chọn cái template cho phù hợp, đúng cái template của family đó. Thứ hai đó là các bạn xác định coi có nó có nhiều type hay không, có một type hay là có nhiều type, các type nó khác biệt như thế nào. Việc thứ ba là các bạn phải xác định là trong thư viện phần mềm đã có sẵn family tương tự hay chưa. Nếu có sẵn rồi thì chúng ta đi lấy cái đó, chúng ta sửa lại, cái của chúng ta nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với các bạn tạo một cái family mới. Công đoạn 2 là tạo ra cái mặt phẳng làm việc, là work plan. Thì á, các bạn tạo những cái mặt phẳng làm việc này xong, sau đó các bạn tạo những đối tượng 2D hay các bạn tạo những đối tượng 3D. Các bạn cần train nó vào cái mặt phẳng làm việc này, là các bạn khóa nó vào cái mặt phẳng làm việc này. Thì sau này khi các bạn di chuyển mặt phẳng làm việc là những đối tượng 2D nó chạy theo, để chúng ta có thể tạo được nhiều type hơn. Thì cái work plan trong phần mềm Revit nó có 3 loại. Nó là reference plan, là một cái mặt phẳng để tham chiếu. Cái thứ hai là reference line, là một cái đường thẳng để tham chiếu. Và cái thứ ba là reference point, là một cái điểm. 3 loại này chúng ta sẽ được học kỹ khi chúng ta bắt đầu làm việc. Công đoạn 3 là các bạn tạo các cái parameter. Thì tiếng Việt nó là tham biến kích thước. Thì các cái parameter này để làm cái gì? Khi các bạn tạo cái mặt phẳng làm việc xong, thì giả sử có hai cái mặt phẳng làm việc, hai cái reference plan, sau đó các bạn đo một cái kích thước ở giữa nó và các bạn gán nó là một cái label, là một cái parameter. Thì sau này các bạn có thể thay đổi được cái giá trị của parameter, thì hai cái mặt phẳng làm việc nó sẽ chạy. Khi hai mặt phẳng làm việc nó sẽ chạy thì những đối tượng 2D và 3D gắn vào cái mặt phẳng làm việc nó sẽ chạy theo. Công đoạn 4 là tạo các đối tượng 2D và 3D. Thì lưu ý là các đối tượng này là phải constrain, có nghĩa là phải khóa vào cái workplan và phải gán parameter để tạo cái giá trị gia tăng cho cái family mình. Công đoạn 5 là các bạn kiểm tra trong family. Thì tạo family là công việc rất là phức tạp, cho nên á là các bạn mỗi lần các bạn tạo mới một cái đối tượng nào, một miếng nhỏ thôi, một đường line hay là một cái khối đặc, thì các bạn phải thay đổi cái parameter để các bạn kiểm tra hoạt động có đúng như mong muốn trong family hay chưa. Chứ các bạn không kiểm tra thường xuyên thì sau này các bạn làm một nùi lên rồi sau đó các bạn hết biết đường các bạn kiểm tra luôn. Và khi tạo family á thì nhớ làm rất là cẩn thận, theo nguyên tắc là một lần xài cả đời.
Công đoạn 7 á, là tạo cái parameter vật liệu và tác quyền. Thì đối với cái vật liệu á, thì lưu ý là không được đưa bất kỳ cái vật liệu nào vào Family. Tại sao vậy? Khi các bạn đưa vật liệu vào Family, thì khi các bạn đem vào project, vật liệu nó sẽ chạy theo vào trong project đó. Và nếu Family nào các bạn cũng có vật liệu, nó sẽ bị chồng lên với nhau và nó có một nồi vật liệu trùng với nhau trong project. Thì nên á, là chúng ta gán cái parameter vật liệu thôi. Sau đó vào trong project, chúng ta mới gán cái vật liệu sau. Tuy nhiên á, đối với những cái family có tính hệ thống, chẳng hạn như cửa đi, cửa sổ, chúng ta xài rất là thường xuyên và nó là một hệ thống trong công trình, chẳng hạn có 7-8 loại cửa mà chúng ta gán cái vật liệu sau á thì rất là kịch. Cho nên á, trừ trường hợp family có tính hệ thống thì chúng ta mới gán vật liệu trước để tiết kiệm thời gian khi chúng ta sản xuất project. Cái phần tiếp theo tôi nói nó là quyền tác giả. Quyền tác giả thì thực sự ở Việt Nam nó là một cái phạm trù khá là xa xỉ. Tuy nhiên, chúng ta phải tôn trọng trí tuệ và công sức lao động của người khác nếu muốn được tôn trọng này. Ở công đoạn 8 là chúng ta quản lý hiển thị. Quản lý hiển thị là sao? Là cái đối tượng đó nằm ở trong family, nhưng á, nó thấy ở trong chế độ close, hay chế độ medium, hay chế độ file, hay là nó chỉ thấy trong mặt bằng, không thấy trong mặt đứng. Thì giai đoạn đầu các bạn nghe tới quản lý hiển thị, các bạn thấy hơi khó hiểu, nhưng khi chúng ta làm việc với family một thời gian, các bạn sẽ hiểu cái chỗ quản lý hiển thị này. Công đoạn 9 á, là sắp xếp các cái parameter, tạo type và làm nhẹ file. Thì tại sao phải sắp xếp parameter? Mục đích á là chúng ta sẽ chia từng group ra những cái parameter nào mà chúng ta sử dụng thường xuyên thành một group, những cái nào ít sử dụng thì thành một group khác, để sau này khi chúng ta sử dụng với family chúng ta dễ quản lý, dễ sử dụng hơn. Chứ không thôi á, nó có mấy chục cái parameter trong đó, các bạn không biết đường, các bạn sửa cái nào nó rối mắt. Và cái mục tạo type á thì các bạn tạo sẵn những type thường sử dụng. Ví dụ như các bạn tạo cái family cửa, các bạn tạo sẵn cái type là 900 2m2, là cái family đó thường sử dụng, để khi chúng ta đưa vào project nó đúng ngay kích thước đó luôn. Thì nhớ một điều, chúng ta bắt buộc phải tạo type cho family, dù chỉ có một type thôi, để các bạn mới khai thác cái giá trị gia tăng của family sau này. Cái mục tiếp theo là làm nhẹ file. Làm nhẹ cái file family này để làm cái gì? Làm nhẹ lại để khi chúng ta đưa nó vào project, project của chúng ta nó nhẹ. Phần mềm Revit xây dựng project đa số là nó dựa trên family. Cho nên nếu các bạn muốn cái project chúng ta file nó nhẹ thì chúng ta phải có file family nhẹ. Và cách để làm nhẹ file thì chúng ta có hai cái là break and yield và sell it thành một cái file khác. Cái này chúng ta cũng đã học trong cái phần cơ bản rồi. Và khi chúng ta làm một cái nó gọi là nested family, là một ổ family. Thì nested family đó là cái gì? Chẳng hạn chúng ta thiết kế một cái cửa thì chúng ta không nên vẽ toàn bộ hết mọi thứ trong một family, mà chúng ta sẽ vẽ cái khung cửa, cái khung bao cửa ở một cái family con, cánh cửa ở một family con. Sau đó chúng ta tạo cái family mẹ, chúng ta ráp những cái thứ đó lại với nhau thì chúng ta làm việc nó dễ hơn và sau này chúng ta khai thác cái giá trị nó nhiều hơn. Thì cái loại nested family này, các family con các bạn cũng phải làm nhẹ file của nó trước khi ráp vào family mẹ, cho family mẹ nó nhẹ. Công đoạn 10 là kiểm duyệt trong project. Thì công đoạn kiểm duyệt trong project này nó khác với cái công đoạn 6 là kiểm tra trong project. Công đoạn 6 là chúng ta tạo được tương đối một phần của family rồi, chúng ta đưa vào project, chúng ta xem cho nó đúng hay chưa. Còn công đoạn 10 á, là sau khi hoàn chỉnh family, chúng ta mới đưa vào project, chúng ta kiểm duyệt lần cuối, xem còn có cái gì cần phải thay đổi hay không. Và một cái lưu ý là nguyên tắc hàng đầu của family là làm một lần sử dụng cả đời. Do đó khi các bạn tạo lập family phải làm một cách khoa học và cẩn thận. Khi tạo family á, thì có một cái điểm đặc biệt là đối với phần mềm ở trong máy tính á, là các bạn nên sử dụng dấu nhân thay cho dấu chia, vì khi đó máy tính sẽ xử lý nhanh hơn gấp 60 lần.